Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV chấp phần chơi Minecraft Storm 2 Nãy giờ thì mình đang treo máy để mình chờ xem cái phần Time in a bottle nó sẽ tích lũy được lên bao nhiêu Và ta sẽ kiểm tra Một tiếng rồi nha Cái này chỉ cần treo máy hay là để trong người làm chuyện khác Là nó sẽ từ từ tích lũy lên thêm Và bây giờ ta sẽ cần phải chạy ra ngoài kia một cái Chạy ra ngoài đây Kiểm tra số lượng đầu Wither Skeleton cái coi Chúng ta có bao nhiêu cái rồi 37 cái lấy ra luôn. Và bây giờ qua bên này à giờ cần phải có thêm mấy cái sâu sen nữa thì mới xử lý được tiếp. Và Nether Star thì từ từ sẽ có thêm được tám cái sub premium kìa. Sub premium có thể đổi ngược lại được không? Được luôn. Đổi thành cái superium. Thì nói chung là đổi lại để nâng cấp lên từ từ á. À, mình đang có cái hột giống Inferium nè, mới cấp độ 3 thôi. Giờ cần phải nâng cấp Vậy là sẽ cần phải có thêm Ở đây là đủ 8 cái hả 8 cái Như vậy Ta qua bên kia lấy thêm sâu sen cho xử lý một cái Sâu sen Nó đây Cho xử lý như vậy á, là thoải mái luôn á Khỏi cần phải lo nghĩ Rồi và vô Rồi để lên Để vô Kiểu hoàng lượt hai con có nguy hiểm quá không ta? nghi ngờ nghi ngờ có thể sẽ nguy hiểm lắm á cái phòng này hơi nhỏ nó có thể nhảy ra được mất công lắm rồi và chờ xíu nha bây giờ mình sẽ kiểm tra coi ta gõ chữ builder các bạn hỏi mình là tại sao không lấy cái builder của aref để làm uh, con wither skeleton thì món này chủ yếu là xây dựng thôi và cũng để dọn dẹp này nọ yêu cầu nó làm chính xác á thì uh, theo mình được biết là nó sẽ hơi khó khăn mình cũng không muốn làm vậy nữa ở đây thì có gì cứ gắn lên thôi Và cũng có nhiều cách để làm được Wither Skeleton mà Rồi sao mới dính bên đây rồi Thành ra nó sẽ không có để được Nó dưới một cái gì đó nó không làm được Để ra, để ra Để ra làm sao mà đi qua được á người ta kiểm tra coi được nhiêu cái rồi 10 cái rồi 10 cái Dây chuyển được 4 Vừa đủ luôn Vậy là dư ra một miếng Superium và Supremium được hai cái một con widow boss là được hai cái quá sung sướng rồi ở đây có bạn chế tạo nè mở lên luôn để lên gom vô lấy xuống có lên gì không rồi và nó không lên gì hết nó cần phải có a captain Sheet. nó không liên quan rồi để vô tiếp ở đây là Supremium. lấy xuống nhưng sub premium chưa phải cao nhất Nó còn insanium nữa Và ta sẽ cần phải có 8 cái Và thêm ở đây nữa Nghĩa là cũng cần hơi bị giữ đó Mình sẽ cần phải có thêm uh, Wither Và trong này nó sẽ được một lần 5 cái Cả nhà một lần 5 cái luôn á Bây giờ ta phải tích lũy lên thêm Tích lũy lên thêm Thì cần phải gắn vô thêm Bởi vậy phải có chỗ tự động là vậy á Nói chung là cũng có nhiều cách khác để làm tự động. Nhưng mà nếu có cái Wither Builder thì nó nhanh hơn nhiều. À, để mình thử coi có bị sát thương không. Có. Có bị sát thương nha. Không phải là không bị sát thương. Nether Star đây. Ủa? Wither Skeleton Skull. À chắc do mình đập ra cho nên nó còn sót lại thôi. Và để lên đây. Giờ mình sẽ tích lũy cho đủ số lượng Supreme một cái. Và mình nâng cấp lên thành Incenium luôn. Mình đang cho xử lý thêm những bé xương đen để có thể kiếm được thêm mấy cái đầu with the skeleton skull. Rồi và bằng cách này hay cách khác thì chắc chắn là chỗ này ta vẫn sẽ có thể tự động hóa được. Bây giờ chỗ này là một chỗ tạm thời thôi. Mình thấy nhiều bạn hỏi mình sao không làm cái này, không làm cái kia. Rồi không chuyển đổi gì gì đó nhiều lắm. Thì chỗ này là chỗ tạm thời. Khi nào mình cần nâng cấp nó lên thì mình sẽ thay đổi. Và tất nhiên là những cái đó là tùy vào cái thời điểm ha tùy vào thời điểm chứ không phải là mình không biết và bây giờ mình biết đó nhưng mà tại vì mình chưa có làm thôi khi chúng ta cần tới thì ta sẽ nâng cấp nó lên cao siêu hơn nữa rồi và có nhiều thứ á có thể làm được hết nhưng tùy thuộc vào từng thời điểm có đồ để làm hay không là một và có cần phải ưu tiên làm trước cái món đó hay không là thứ hai bây giờ đã có được món này rồi thì phải mau tích lũy thêm ta sẽ cần phải có thật nhiều luôn cho nên phải nâng cấp Inferium lên liền và ở đây chỉ mới là một cái hộp giống thôi nó sẽ cần phải trồng một đống chứ phải là một cái nữa rồi kiếm cái Infusion Stone phát để vô món này là cái món mà xài nó sẽ có độ bền nè và lấy xuống đây là Insenium. nhưng mà không muốn chơi món này nữa ta chơi lên một cấp độ cao hơn nữa Infusion Stone cấp độ Nether Star uh -oh. nhìn vô lại cần phải có thêm hai bé Wither Skeleton nữa rồi Để mình kiếm thêm Inferium Essence gì uh, In Supreme uh, Supremium Rồi đây, 5 cái luôn thấy không? Như mình nói, vừa xuất hiện 5 cái Dày lên nó sẽ được 6 cái 6 cái quá dữ Tiết kiệm thời gian à, Bỏ vô con What? Không Không bỏ vô được Cái gì vậy? Không bỏ vô được Tại sao lại như vậy? ơ uh ơ -oh. sao bỏ đây <laughs> không bỏ vô được chuyện gì đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra chồng xuống đây được nhưng mà không bỏ cho chồng được tại sao cấp độ 6 lại không bỏ cho chồng được không bỏ được ồ oh, chuyện gì đây chuyện gì đây thiệt là vui quá nha cấp độ 6 không bỏ vô chồng được Tôi không tin Lấy ra để lại Để vô Không cho Kỳ vậy kỳ vậy Kỳ vậy ta Chơi như vậy kỳ quá Rồi lấy cái hai thử nghiệm cái coi Chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi Cái cục này trở thành cái farmland Đây là cái chỗ để trồng cây giống như bên kia á Nhưng mà bình thường là không có lấy được nhưng mà trong bản mod thì sẽ có cách để lấy được Và cũng không bỏ vô được luôn Đau lòng quá Thiệt tình luôn Cái này muốn ăn nhiều Nhưng mà chơi không lên cấp độ 6 Nó là của bản mod Mystical uh, Agree Ờ uh, uh, gì đó uh, Aggredition nghĩa là nó sẽ mở rộng thêm Không bỏ vô được Chỉ bỏ được cấp độ 5 thôi Thôi Kỳ này hố rồi nặng rồi chết tôi rồi bây giờ phải có cái gì đó để tự động thu hoạch nó ừm uhm, tiền phức tới rồi đây nếu mà tự động thu hoạch nó thì mình cần có item uh, vacuum item magnet nó sẽ hút đồ hút kinh nghiệm cứ mỗi 100 trăm thích nó hút một lần nhưng mà món này không thích item collector nó vẫn ngon hơn công thức đây quen bỏ vô và công thức nâng cấp pen còn thiếu glowstone. đá tỏa sáng kiếm cái lần tình chứ nó đây nó đây rồi và lấy xuống chúng ta sẽ bỏ vô trọng để chế tạo và cấp độ cao hơn advanced item collector còn lên được nữa không kiểm tra luôn coi bấm đây nè ủa gì vậy gì vậy gì vậy à, nó là nó liên kết với cái chai ai standard Keep, auto search rồi không liên quan rồi đó bấm đây đi item collector rồi và đây là cấp độ cao nhất rồi không thể nào mà lên thêm được nữa ok mình sẽ cần phải có một cái mechanical user nó đây có luôn có món này có món kia có món nọ và qua bên đây qua đây ở đây không lấy được Illegal tôi lấy cái món đó <laughs> Nếu mà illegal như vậy Đập ra Illegal cái gì Nghĩ sao mà không được phép lấy Lấy hết Lấy bên đây để lên đây Và bắt đầu trồng trọt Cho vô trồng trọt lại Để một cái hột giống vô được rồi Rồi tiếp tục trồng đi nha Để mình kiếm thêm hột giống lưu lúa mì Mặc dù bây giờ cũng không cần thiết lắm đâu Và bây giờ ta sẽ để em này ở đây Em này bên đây Gắn lên phía trên Mechanical user Nhìn về phía bên đây Rồi và bột xương Không cần Giờ ai chơi bột xương Đây Cái này còn ghê hơn bột xương nữa Tăng tóc Quất Ghê không Rồi bên đây làm gì On way on Generic click Right click Play block View item Activate block with item Đó ở động thu hoạch Nè Lớn lên Bấm thu hoạch Lớn lên Bấm và thu hoạch Giờ đập ra một cái Kiểm tra coi phải 6 cái không nha Chờ xíu Đang lớn Lấy 6 cái Chính xác Chắc chắn là 6 cái Không thể nào thiếu được Và, và như vậy là chỗ này Em uh, imaginary block Là có việc làm rồi đó Nó cần có 250 Arapatic Bây giờ đang sản xuất 300 Tầm 300, 400 Nghĩa là không có sợ thiếu Và bên đây là giải quyết được chuyện này rồi nha Nghĩ sao mà nâng lên cấp độ 6 Cái hết xài được <laughs> Thiệt là mắc cười ghê luôn á chứ Người ta đang xài ngon lành luôn Nâng cấp độ 6 hết xài Vậy là ở trong cái phần Garden Close Nó chỉ hỗ trợ Lên tới cấp độ 5 mà thôi Còn bây giờ trong đây không mọc đúng không Không mọc Nè, không mọc tại vì trồng trên cái farm lên nó không hiểu không hiểu thì làm cho nó hiểu ở đây đặt ra mình muốn thử nghiệm với lại hột giống hồi nãy thôi giờ bây giờ chuyển ngược lại thì nó sẽ bắt đầu chạy thôi bình thường à, và, bây giờ nãy nói là sẽ cần có sân supremium thêm nữa thì cần phải có weather skull weather skull hai cái nữa không cần nhiều lắm rồi ta tắt đèn bên đây đi đó một em vô quyên sinh tiếp con quyên sinh quyên sinh giờ còn thiếu một em nữa mau chóng xuất hiện đi zombie rồi đó, đó 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 chắc được luôn rồi đó tại vì cái tỷ lệ cao lắm Đã lắm mở lên chính xác rồi bây giờ mình sẽ chịu hồi hai em quê boss chúng ta để bên đây để bên kia ấy phải đứng xuống đập cho nhanh và triệu hồi ra thiệt nhanh rồi làm luôn cũng được nữa đi cất độ một cái đi vô trong đây và bắt đầu triệu hồi thêm một em nữa mình sẽ có bốn cái một em được hai cái thì hai em được bốn cái rồi chờ xíu nha nó nổ cái bùm liền đây đó 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 chuẩn bị chuẩn bị Àm. xong xuôi bốn cái sub premium, 19 cái nether star và có một cái ba cái legendary và hai cái clay cái này mình sẽ bỏ trong này luôn đi và legendary với clay mở clay trước thì clay kiểm tra lại nó có cái cục gì nữa nè ghê không chỉ có 0.02 phần trăm thôi đó và không có <laughs> tiếp tục storage upgrade cấp độ 5 tiếp tục repair talisman oh yeah Ôi thì phải luôn kìa Repair talisman luôn Quá dữ Mà cần có cái presto Kiểm tra coi presto Là cái bể á Dark matter Dislocator thì phải qua đây Dark matter Công thức này hơi bị căng vào thời điểm này Nên chưa làm các cái này đi trước đã cái này là vẫn có thể Xài rất là tuyệt vời Và mình có thể bỏ vô trong bao bồ rồi right, đang sửa nè này nếu mà để lên trên cái bệ nó sẽ chạy nhanh hơn còn không để thì thôi gắn lên trên người không sao hết và đồ tinh cơ có được sửa không ta sẽ chú ý cái chuyện đó sau sau khi nó sửa xong bỏ áo giáp nha giờ qua đây trước master infusion stone ấm chữ gì vậy nó hay chúng chữ tờ á để nó tìm đồ á đây là Master Infusion Crystal Hồi xưa nó kêu là Infusion Stone thì phải. Nhưng mà bây giờ nó kêu cái gì thì gọi cho đúng thôi. Không thành vấn đề. Bây giờ là sử dụng là Unlimited. Là không giới hạn. Cái cục mà mình xài hồi nãy á, là có giới hạn. Mà có giới hạn thì nó sẽ mất. Nó hư. Rồi ta coi cái cục nó giới hạn nhiều. Infusion. Nó giới hạn là 1.000 lần sử dụng á. Cục này là không giới hạn luôn. Quá đã. Quăng vô. Unlimited quá sung sướng ủa và có được phần thưởng không Chú kỳ phần thưởng phần thưởng à chắc tại chưa cầm ra đó lấy ra một cái phần thưởng đã có và nhận phần thưởng được gì đây Âm um, basic capacitor kỳ vậy tiếp tục tiếp tục và ầm um, item magnet gì nữa đây Inva Hammer quá bình thường bấm tiếp signalum conversion ở signalum conversion thì còn được được một chút signalum conversion quất lên luôn nâng cấp lên luôn đã luôn rồi và, kiểm tra cái thùng bên này coi từ đầu đến giờ đầy thùng mà 65 sáu triệu nhâm thạch ghê thiệt và bây giờ mình sẽ cần phải có một đống những cái đường dây của ender io ta sẽ cần có cái con đuôi chúng ta coi con đuôi và mình đã làm sẵn là con đuôi một đống rồi bấm công thức enter một cái bấm công thức không được nó tự chạy lên chỉnh ta lên đây con đuôi và bấm pen uh -oh. phải chuyển cái pull setting ra nữa để mình làm rất là nhiều luôn á giờ bỏ mấy em này đi giờ bấm 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 bấm, bấm. trong đó là xài hết luôn rồi đó cái này nó xài nó khó chịu quá bỏ vô đây đi rồi cục này tạm thời bỏ đây luôn và chỉ như vậy rồi bấm thôi rất là sung sướng nè âm, 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 âm. Rồi, lý do gì mình cần nhiều cũng dây, vậy? vậy là chắc chắn là xài trong một thời gian rất là lâu luôn á chứ không phải là xài cho nguyên khung này đâu mình sẽ cần một cái đường dây thiệt là dài và thiệt là bự để mình chứa hết tất cả những món đồ đang có mặt tại đây và ta đập chỗ này ra một phát gắn cái dây này vô rồi đập chỗ này ra luôn giáp ba lấy ra rồi gắn vô trong đây nó sẽ kết nối vô trong này đó là điều chắc chắn rồi bên đây là lấy được không không bấm được và tại sao mấy tập trước lại bấm được mà tới bữa nay không bấm được là sao tại vì ngày hôm nay mình đã cập nhật phiên bản của phần chơi Minecraft Fit the Beast Stormblock 2 đó là cái tên đầy đủ và chính thức của phần chơi này luôn á mình đã đổi qua bên Fit the Beast Launcher để chúng ta chơi phiên bản mới hơn ha nếu bạn nào đang chơi trên CurseForge nó sẽ chơi cái phiên bản cũ và đổi qua rồi và nếu bạn nào chịu khó để ý một chút là trên đây nè ở đây khi mình bấm nhận phần thưởng là mình chỉ bấm ở đây thôi không bấm trên góc nữa mà cái hàng bên này nè là đáng lẽ nó phải nằm ở phía bên trên đây bây giờ nó chuyển sang bên tay trái hết đó là lý do vì sao nha ta đã cập nhật lên phiên bản mới và không thấy là có sự gì thay đổi nhiều nó chỉ chủ yếu là nó cập nhật những bản mod ở trong đây chúng ta đang chơi lên thích những cái lỗi bữa giờ thấy kiểu như bấm đây một cái nè người ta đâu cho phép nữa đâu À và kiểm tra coi mấy bé này làm sao Mấy bé này còn 1 tiếng nữa Cũng vậy Wow Gần đây rồi kìa 256 kìa Còn tiếng nữa hả Phải nâng cấp cái này lên quá Để tranh thủ nâng cấp em này lên luôn Cho coi Cái thùng phi Cứ bấm chảnh hoài Chính trên đó Thùng phi Thùng phi bằng vàng Ta sẽ cần phải có hai cái Và vàng ơi Xuất hiện Có mất độ bên trong không Chắc chắn là không. Nếu mất không ai làm hết trơn hết á. Khóc hận luôn á. Ai làm làm gì. Và pen. Demon medal. Demon medal. Ở bên này còn. rồi nó nó rớt ra nhiều quá. Chạy qua bên đây. Qua đây liền. Bấm công thức. Nâng cấp demon medal. Và lên trên đây được 65 triệu. Còn cái này là cái gì? Cái này là React Crumb. Bây giờ để mình đi gắn cái thùng này vô trước nha. Rồi sẵn đây ta coi thử coi có đồ React không. Phần chơi này có đồ React không? Coi thử. Và cái thùng này có không? Không có luôn. Mấy chỗ này có không? Có gì đây? Mana tablet không liên quan gì hết trơn hết á. React Mana tablet đang nôn không có. Nói chung là phần chơi này sẽ không có đồ React. Đây là cái gì? Đây là Clone chorus Fruit nó sẽ cho được thời gian bay tăng lên thêm ừ. Này nào muốn bay thì có thể ăn vô để bay nè sử dụng sữa để tắt nó đi nó khó không nhìn thì cũng không khó lắm nhưng mà nó cũng hơi bị hao tốn infinite battery hai món này chắc chắn là không có rồi đó rồi không có nha và kiểm tra ngoài kia một cái lâu lắm rồi chưa có coi lại ở đây mình trồng bên này là một cái small ray nó có được Horrid Food Từ hôm bữa tới giờ thôi đó Mà mới ra bao nhiêu đây thôi đó Nghĩa là cái phần này nó rất là hiếm luôn Cho nên sẽ cần phải trồng theo kiểu này Vậy cho nhanh cái Này phải muốn là trồng thêm nhiều hơn nữa Thì nó mới nhanh hơn nữa Rồi và bên đây làm sao rồi Tăng lên Bên kia làm sao Bên kia Nãy không có để ý bao nhiêu stack Nhưng mà bây giờ lên được 311 stack Và nó chạy Sao rồi Ủa sao dừng lại rồi và cũng được. Nó lên tới đây thì nó sẽ hơi chậm chút xíu. Mình đã đào được một cái khu vực ở phía đằng sau những bé gà này. Để làm đường dây. Và bên đây thì cũng có một cái chỗ. Mình đang gắn đường dây vô luôn. Và ta phát hiện một điều. Là trong phần chơi này đã đổi không xài bản mod. hoặc Excavator nữa. Mà chuyển sang FTB mai. Nhưng mà vấn đề là mai xài không được cho đồ tinh cơ. À, xài không được. Bây giờ mình sẽ thử một món đồ nào đó của Vanilla, ví dụ như là Diamond Pickaxe. Chúng ta làm một cây cuốc chim bằng kim cương. xuống dưới thử nghiệm. Coi có phải tại đồ tinh cơ mà như vậy hay không? Ồ. Oh, không được. Mặc dù mình đã bấm cái nút để nó sử dụng cái phần ultimate rồi đó. Như vậy là không có liên quan đến cái chuyện tinh cơ hay không tinh cơ nha. Để là nó do một lý do khác. Mà lý do đó là gì? Giờ cần phải coi Chúng ta coi coi Hay là do nó dính ngay cái bản mod mọt ta Giờ để mình thử mình đổi cái nút một cái Chúng ta kéo xuống trong đây Và đi tìm uh, Vitabix Ultimai á Nó đầu nó đầu Còn không sợ trong đây luôn đi chó nhanh mai Đổi lại thành Control Lép Control Và Key uh, control nó dính gì đây Key control sprint chạy nhanh rồi không có gì hết chạy nhanh cũng không sao oh yeah không được hả kỳ vậy chỗ này kỳ kỳ rồi như vậy phải coi lại control control anti mai đâu ủa anti mai left control reset kiếm một cái nút khác số năm pet một ảnh hưởng không ủa không được luôn ập ra ồ oh, ở đây nó là small square à ha chết tôi rồi giờ chỉnh cái này mới khó nè và bây giờ chỉnh cái này lại sắp lệch sắp lệch là như vậy đó cũng không được luôn ập sợi dây này không được bây giờ để thí nghiệm coi và mình phát hiện á, là đồ ở trong đen nun mất hết trơn rồi thiệt luôn á lý do là vì chúng ta đổi sang một cái launcher khác á cho nên đồ nó mất hết trơn luôn trong đây có mấy ngàn đá luôn á mình đang tích trữ lên để mình xài nhưng mà bây giờ không có xài được và vẫn đập được bình thường đây vậy nghĩa là không phải là do đồ tinh cơ vẫn đập được bình thường cho sợi dây mình nhớ là ọt excavator là đập được sợi dây luôn á nhưng mà mai lại không đập được Vậy là do anti mai thôi Ta sẽ vô đây chỉnh lại nút Reset Thí nghiệm Ta cần phải thí nghiệm cái nữa Rồi và nó có bị dướng nút không nha Dướng không? Không dướng, bình thường Tiếp tục Không sao hết Như vậy là do cái bản mod anti mai nó không hiểu và tại sao cây này đập rồi mà đồ vẫn được sửa lên là sao? là nhờ vào cái phần repair talisman tự động nó sửa lại cho mình và đồ gì nó sửa nữa ta nhìn vô trong đây đồ tinh cơ không sửa nguyên bộ này sửa con dao này sửa như vậy là đồ nào mà có độ bền bình thường nó sẽ sửa lại rồi tốt rồi đó tất này vô tất cây này vô luôn đi và đi ra đây ở đây thì mình đang suy nghĩ ta sẽ gắn cái đường dây ở trên hay là ở dưới Tại vì nếu mà ở trên thì cũng được, tại vì gắn đây nè, mình sẽ đi mình nhìn ở đây được. Nhưng mà nhiều khi mình đào thì trên xuống mình không đi xuống được. Thế mình nghĩ là mình nên đưa xuống dưới. Nó sẽ hay hơn. Ta đưa xuống dưới một cái. Rồi gắn sợi dây vô, gắn vô. Đập ra. Rồi bắt đầu ráp vô. Đây là 7 nè. Ráp lên một cái. Mình sẽ cần phải chỉnh đường ra cho nên ta sẽ không có làm bằng tay, khổ cực lắm đi qua đây lấy cái con đuôi prop nó đây copy và dán cho nó nhanh khỏi phải khổ cực còn bên này á, thì cứ đập ra thôi không sao hết đập ra và experience chicken chưa có chỗ đó bây giờ mới là vấn đề nè phải kiếm đúng chỗ mà gắn Ờ ơ ơ cái khói này xuống nữa rồi đặt lên trên đây bỏ này vô một cái Bây giờ cần phải làm một đống những cái thùng barrel bình thường. Công thức của barrel. Đánh dấu lên được không? Ok. Đánh dấu lên được. Và nó đây. Không còn cái chuyện mà đúp đúp ra được đâu nha. Phiên bản này là hết đúp rồi. Cho nên không có làm cái chuyện đó được. Awkward blank. Bấm. Nhiều đây. Và bấm. Phen. Tám cái. Hết uh, phần awkward. Bé gà gỗ. 8 stack. Ở đây là hai bé cho nên được 8 stack. Nhưng mà mình lấy không có đủ hết. Giờ để bấm lại 1 cái. Công thức đầu bấm lại, ban âm um, 27 cái. Rồi có thể bắt đầu từ đây được rồi đó. À khoan khoan khoan. Nếu mà đi như vậy á thì uh, cái này phải xuống dưới đất. Mà đúng là phải xuống dưới đất nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì mình không có cần phải để em này ở trên đây nữa nhưng mà miễn sao nó có kết nối vô hệ thống bên trên là được ở đây nếu mà xuống thêm tầng nữa cũng đẹp nè nhưng mà thôi không cần xuống thêm tầng đâu xuống thêm một tầng rồi mất công rồi tùm lum nữa có nhiều thứ phải xử lý lắm tại vì xuống thêm một tầng á mình sẽ phải ráp một cái barrel hay là một cái thùng nó dính vô trong đây mà cái thùng đó đó là không có được uh, có những món đồ trên đây thì cái đó làm nhiều là biết à còn bây giờ nếu mà muốn để như dày Thì sau này mình phải che cái mặt trên này lại Để cho nó đẹp Rồi mà không sao khỏi che cũng được Cái đó từ từ tính Chúng ta gắn lên trên Ở đây là 7 thùng Tương ứng với lại 7 bé gà Rồi và hàng ở giữa Là bé gà gì thì gắn cái đó vô Nó sẽ gắn theo tương ứng hết nha Nói chung là nó sẽ giảm bớt cái phần này xuống đây là bức tường gà. Phía trước sẽ là một bức tường. Có những cái thùng để có thể chứa được hết tất cả mọi thứ. Mình quyết định là sẽ để ngoài đây. Là tại vì mình muốn để trong tường là gắn những món khác. Thành ra mình sẽ không có để ở trên đó. Còn nếu mà để trên tường đó, tự nhiên ngoài đây nó trống không à. à. Mình cũng không muốn để những bé gà ra ngoài đây. Nó nhịn kỳ lắm. Có bạn hỏi là sao không có xếp bé gà thành hàng dài ngoài đây nè. Xong rồi gắn những cái phần barrel xuống dưới luôn cũng được. Nhưng mà mình thấy như vậy nó không có được đúng cái ý định của mình lắm mình muốn là ở đây chúng ta thấy nhìn thấy à ở đây là cái thùng này đúng không vậy phía sau thùng đó là bé gà gì đó là coi được luôn thoải mái luôn trong đây thì không có gì thay đổi và coi bán mod giáp ba coi có gì mới không cũng không có gì thay đổi luôn được rồi nếu mà không có gì thay đổi thì bây giờ chúng ta đi từ giữa trước từ giữa trúng cái gì thì lấy cái đó đầu tiên bé gà này không phải là bé gà ở bên đây nha cái này là nó do nó chạy lộn thôi tại vì mấy cái đầu tiên nó hay bị chạy lộn á do mình đổi chỗ á mình sẽ lấy cát mình bỏ vô đầu tiên là cát nè đây là thuốc nhuộm đây là thuốc nhuộm thuốc nhuộm là cũng có tác dụng lắm á không phải không tác dụng đâu nha nhiều khi cần thuốc nhuộm mà không có đó là khỏi xài luôn á tiếp tục đồng và bên dưới pick iron bỏ vô rồi đầu bên kia ta sẽ cần phải chỉnh lại đầu bên này sẽ là insert chỉ có một đường vô thôi priority một chỉnh vậy thôi priority nó cũng không cần quan trọng lắm cái đó là cái ưu tiên á nhưng mà cứ chỉnh vô đây và lấy đồ ra on way atty extract rồi đâu 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 Ồ, khoan 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 khoan. Tại vì ở đây cũng chưa có. Bậy quá. Làm hơi bị nhiều dây một xíu. Để trừ hao, sau này còn xài tiếp nữa. Rồi để bỏ vô một cái nha. Mấy bé gà này đang có tùm lum trong cái ổ của bé đó. Nó vô cái ổ bên đây nè. Đó, có cái này. Uh -oh. Ờ <laughs> ồ, nhiều quá vậy? Nhiều quá, nhiều quá. Có mấy cái linh nữa rồi bây giờ đồ trong này à bỏ vô rồi sau này mới phê nè những cái món đó mình sẽ cần phải ưu tiên mình chuyển vô trong kia nữa đó được cho đang chạy nè bên đây đang chạy rồi steel à steel đúng rồi không có gì steel đúng chỉ có mấy bé ở trên là bị sai một chút thôi cái này chắc mình phải tự bỏ bằng tay vô á để cho nó chắc cú luôn tại vì á bây giờ đồ trong thùng này á thì vẫn nằm trong thùng này khi mình ráp cái hệ thống này vô cái hệ thống chính thì nó cũng không có chuyển từ bên đây qua bên đây được hết trơn á đó, đó nên ta sẽ cần phải chuyển bằng tay một số thứ rồi bây giờ ra phía sau ta sẽ copy cái con đuôi nó đang ở chế độ màu vàng là copy đây là copy nè và chạy chưa cái vấn đề là chạy chưa thôi em này chắc chắn là sẽ còn mấy cái rose red ta chờ chút xíu và chơi cái tham in the bottle. nãy là được tiếng giờ gần tiếng nữa rồi, thấy không mà các bạn coi nãy giờ chắc cả hai mấy ba chục phút không à nhưng mà tiếng của mình rồi đó rồi tiếp tục nó chạy rồi đó ok bấm phải chuột phải chuột phải chuột phải chuột phải chuột phải chuột xong bấm phải chuột là xong và nguyên một bức tường này nó sẽ còn rất là bự và từ cái chỗ này chúng ta đi về phía bên đây qua một ô gắn vô là nó sẽ chạy đúng nha giờ không cần biết phía trước có gì miễn sao là gắn vô hết đầy đủ tất cả mọi thứ là nó sẽ chạy hết thôi nó vô đúng chỗ cái vấn đề mình quan tâm nhiều nhất á là nó chạy nó có hết hay không tạm thời bây giờ nó chạy hơi chậm do nó chứa đồ sẵn trong đây khi mà nó chạy hết đồ này nó có bị dướng đồ lại bên trong này hay không đó là cái mình quan tâm nhiều nhất ví dụ như vậy nè đó thấy không xuống dưới không có bên đây có gỗ nữa có không không có không có là tốt mà có thì ta sẽ cần phải tăng tốc lên bằng cách gắn thêm những cái speed upgrade là xong hay là nâng cấp tăng tốc á giờ mình sẽ qua đây để mình làm thêm mấy cái thùng barrel đó một đống luôn mình đã có được rất là nhiều những cái thùng phi và đang làm thêm nâng cấp Chúng ta sẽ coi nâng cấp infinity vô coi đây là infinity capacity đổi màu rồi thấy không những lần trước sẽ là hình cái nether star nằm trong bây giờ là một mũi tên đi lên từ vàng lên tới kim cương luôn và coi công thức coi cũng không có thay đổi gì lắm vẫn ổn như thường ta chỉ cần gắn vô trong đây gắn vô gắn vô gắn vô gắn vô là loại bỏ hết cái giới hạn tha hồ chứa nha rồi chỗ này sẽ cần phải kết nối xuống bên dưới bắt buộc phải kết nối xuống bên dưới thì mới có thể xài được mà bây giờ mình chưa kết nối đâu ờ, có một cái mình muốn nâng cấp nữa cho nên mình sẽ cần phải làm lại một cái crate ta làm cái small crate làm lại thiệt nhanh coi bấm pen bỏ vô và nó đây kiểm tra coi có phần gạch đỏ không không có không có gạch đỏ làm thêm đó đỏ là vậy nè mở lên và làm trong công thức để có được bonsai bonsai pot nâng lên hopping bonsai rồi mình sẽ làm thêm công thức của uh, paper bag sapling rồi kiểm tra coi paper bag Uh -oh. không có hả không có rồi như vậy là cần phải đi kiếm thêm rồi đây không có paper bag tập này ra một cái lớn lên con lớn lên con nhanh nhanh tại vì cái nâng cấp này nè sẽ cần có rất là nhiều giấy công thức này cần giấy ủa chưa gạt cầu dao kích thích tăng trưởng kích thích xong rồi đó ra đây thôi mình chỉ cần giấy để làm được cái paper bag sắp linh chúng ta sẽ làm một cái à, pen nó cần có giấy bấm lộn bấm lộn cần có giấy à, giấy này không phải giấy này mới đúng nè bỏ vô và pen cái nào cũng được rồi cần có thêm cục đất nữa phải có cục đất mới xài được nha ok nhưng mà không có phải là để ở chỗ này rồi chờ đợi nó lâu lắm ta có chỗ tăng tốc mà quất tăng tốc luôn cấp vô rồi hả coi coi nó tăng tốc nhanh không wow ghê chưa cái cây lên kìa có phải nhanh hơn không ở đây có imaginary block nè có bộ là nó không có khác gì mấy nhìn không có giống như là được nhanh ở đập ra ở trong đây nó không có lấy được gì đâu tại nó đâu có gì đâu lấy nhìn thấy nó chạy lên tưởng nhanh lắm nhưng mà thử coi đầu bên này rồi để vô để vô à không phải vậy là nó không ảnh hưởng rồi đối với những món đồ như vậy nó không ảnh hưởng ừ. nếu mà nó không ảnh hưởng thì có để kế bên nó cũng không có ích lợi gì lắm giờ có bạn hỏi là sao không để cho cái phần hấp in bonsai nằm bằng với lại bên đây thì mình cũng sẽ để nằm bằng luôn coi nha để xuống bỏ vô Đó thấy không đâu ảnh hưởng gì đâu cái tốc độ nó có nhiêu đó là nó nhiêu đó thôi à nó sẽ không có được cao hơn đâu không phải là để cục này xuống đất hay là để cái cục này bằng cái độ cao y á là nó sẽ chạy nhanh miễn sao trong cái khu vực nào đó của cái cục này là nó sẽ nhanh mà thôi rồi để đập cái cỏ này ra. Chúng ta sẽ cần phải qua đây. Đập cây này luôn. Rồi nước đâu? Ơ, uh oh. Nước nằm đây. Nước nằm đây. Đập này ra. Có khối đất. Bây giờ. Cây này. Trồng ở đây. Lụm cái này lên. Rồi gắn lại. Cắp điện. Chạy ao ao cho tôi. Ớ chạy ao ao rồi đó. Rồi bây giờ mình cần thêm một cái mechanical user nữa là xong. Cái cao thủ chưa? Đó, cao thủ là phải ra tay vậy đó. Đồ gì tự động được là thích tự động luôn. Cái chuyện đó dễ xử lý lắm như mình nói với các bạn. Dễ xử lý lắm. Quan trọng là có cần làm vào thời điểm nào hay chưa. Hay là mình có muốn làm hay chưa thôi. Còn mình muốn làm rồi là làm tới luôn á. ta cắm vô luôn nè. Bên đây. Và ta thêm mechanical user. Hướng này. Chạy chưa? Chỉnh lại tetherway block with item này bấm uh, bấm trái chuột hả du item không chặt được generic Click left click phải chuột trái chuột này là bấm trái chuột trái chuột nhưng mà cái món này nó sẽ không ở à, chạy kìa nãy nó không chịu chạy bây giờ chạy rồi và ta sẽ cần phải có cái chỗ để thu hoạch được những cái phần mía nó rớt ra để đâu đây? Đang coi Đang coi, suy nghĩ tập chỗ này đi Bỏ mía vô trọng Và mở lên Mình sẽ khóa lại luôn Là chỉ giữ lại mía thôi Bên đây cũng vậy Nhớ là phải khóa lại nha giờ Tháo ra hết nè Nó vẫn nhớ mía ở trọng Nó không có rớt cái gì khác nữa hết Và Infinity cưng ơi Quất phát lên liền Sau khi có Infinity Là tới bên đây À mà tới bên đây lại sẽ cần phải có filter mà để coi coi hai bên nó có lụm của nhau không Không rồi Hỏi lo Nó không lụm của nhau là ổn Bên kia nó không lụm được món này Bên này nó không lụm được món đó Nó không bỏ vô được Thì thành ra Cái phần inferior bên đây nó không ảnh hưởng với bên đây Và chỗ này sao lâu lớn quá vậy Và cây mía này là thu hoạch liên tục luôn á và chưa thấy có dấu hiệu mà bị dừng lại tại vì trong này nó không chứa đồ nha khi mà có đồ rớt xuống nó hút nó bỏ xuống dưới liền chứ nó không có để ở trong đây thành ra khu này là ổn luôn rồi đó chỉ việc treo máy là ở đây ta thoải mái xài luôn không cần phải lo lắng gì nữa hết ở tóm lại mình đã có chỗ để có thể chứa được những cái món đồ mà bé gà rớt ra thì trong thời gian giữa hai tập mình sẽ tiếp tục gắn vô thêm và mình cũng có được chỗ để bắt đầu trồng trọt và thu hoạch những món cần thiết còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây mà là các bạn chúng những tập kế tiếp bye bye